Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Châu. Hôm nay Châu sẽ chia sẻ với mọi người lý do tại sao Châu không chạy quảng cáo Facebook theo kiểu cũ nữa. Các lý do chính: thứ nhất là chi phí bỏ ra quá cao nhưng hiệu quả lại thấp. Thứ hai là khách hàng không còn quan tâm đến sản phẩm đó và cái lượt click, bởi vì cái hệ thống tư duy của mình đã làm sai và cách thức quảng cáo Facebook hiện tại nó đã chuyển qua một hình thức mới mà mình không cập nhật kiến thức thì mình đã đi sau thời đại. Bởi vì thế nên là chi phí mình bỏ ra để chạy quảng cáo rất là nhiều nhưng mà hiệu quả đem lại không cao. Thứ nhất là lượng data khách hàng đi về không nhiều, lượng chi phí mình bỏ ra trên mỗi khách hàng tương tác rất cao và khách hàng đó vẫn không là khách hàng nét. Vậy để giải quyết vấn đề này thì các bạn cần phải làm gì? Và sau khi trải qua một khóa học về marketing online thì mình thấy đây là một phần kiến thức rất là hay và mình muốn đem đến để chia sẻ cho các bạn. Phần nào đó sẽ giúp các bạn sẽ không còn bị tiền nhiều khi chạy quảng cáo Facebook. Bước thứ nhất của mình đó là các bạn phải tạo ra một cái chiến dịch quảng cáo để chia sẻ cái thông tin hữu ích hoặc là tặng quà đến cho khách hàng. Và sau khi khách hàng nhận quà thì các bạn phải tìm hiểu và lắng nghe nhu cầu của khách hàng, xác định vấn đề của khách hàng là gì. Sau khi có được vấn đề thì mình phải tập trung giải quyết cái vấn đề đó cho khách hàng. Nỗi đau của khách hàng thì mình phải tìm kiếm các sản phẩm để giải quyết cái nỗi đau đó của khách hàng. Ví dụ như bạn bán các mỹ phẩm thì nỗi đau của khách hàng đó là khách hàng đang có bị sảm nám, thì các bạn phải giải quyết cái nỗi đau đó là tìm các sản phẩm như là sản phẩm kem chống nắng, kem chống lão hóa, kem chống sảm nám để cho khách hàng sử dụng. Đó là giải quyết nỗi đau của khách hàng. Chúng ta không không có bán sản phẩm trực tiếp mà chúng ta phải nên là phải chia sẻ, đồng cảm với khách hàng, cùng khách hàng giải quyết vấn đề của khách hàng, đúng không ạ? Đó là chia sẻ những kiến thức chung, còn về chi tiết nó như thế nào thì không thể mà trình bày hết trong một cái video clip này, và sẽ hẹn các bạn ở một cái video clip kế tiếp. Mình sẽ chia sẻ kỹ hơn về từng phần, về cách thức chạy như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất mà ít tốn chi phí nhất. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe phần chia sẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở các video clip tiếp theo nhé. Xin chào.